Xin được hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Và lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Dưỡng Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông quý vị nhé. Quý vị thân mến, xem tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1988 trong tháng 12 này sẽ giúp cho quý vị nắm bắt được những điều tốt xấu sẽ xảy đến với mình trong tháng 12 âm lịch và từ đó thì sẽ có những phương án xử lý, đón cát, tránh hung, mang lại tài lộc và may mắn cho gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Phần luận giải tử vi ngày hôm nay được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát, vậy nên lá số này sẽ chính xác và chi tiết nhất. Qua phần luận giải này, thầy sẽ chỉ rõ cho quý vị những việc cần làm, những điều cần tránh trong tháng 12 âm lịch giúp cho quý vị tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có được những bước đi vững chãi và có thể nói rằng là vận sống nào chúng ta cũng có thể né tránh, vận rủi nào chúng ta cũng có thể xua đi và may mắn nào cũng có thể nắm bắt. Và sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 trong tháng 12. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi nhé! Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ Mậu Dần sinh năm 1998 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Người tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có mệnh thành đầu thổ, tính cách có phần cao ngạo, cực kỳ tự tin, cũng có nhiều khát khao và lý tưởng cao xa. Họ có tham vọng gây dựng sự nghiệp lớn lao, giành địa vị cao trong xã hội và được nhiều người nể trọng. Nên kiểm soát bản thân, đừng quá tham lam kẻo tự hại chính mình. Người này bản chất lương thiện, giàu lòng trắc ẩn, hay giúp đỡ mọi người. Với bạn bè, họ là người đáng tin cậy và là chỗ dựa cho bạn mỗi khi cần. Là người khẳng khái, giúp đỡ người khác hoàn toàn xuất phát từ trái tim chứ không cần báo đáp. Song, họ có nhân duyên tốt, từ đó kết giao được những người bạn đáng quý. Họ có niềm yêu thích với các vấn đề huyền bí hoặc là liên quan đến triết học. Nếu bỏ thời gian và công sức tìm hiểu thì rất có thể sau này sẽ có thành quả bất ngờ. Trong công việc, họ được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao, song cần nhạy bén, nắm bắt cơ hội để có nhiều không gian phát triển năng lực hơn nữa và thu được nhiều kết quả ngoài mong đợi. Nên tận dụng thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu tìm tòi thêm kiến thức mới, nâng cao năng lực của bản thân, tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự thăng tiến sau này. Thích tự mình lập nghiệp, người tuổi Mậu Dần thường có óc sáng tạo cao và đưa ra nhiều ý tưởng mới mẻ. Tháng 12 Tân Sửu, năm Tân Sửu. Gia chủ Mậu Dần sinh năm 1998 có nhiều hung tinh chiếu nên khó mà có một tháng âm lịch tháng 12 suôn sẻ như ý muốn. Có những thời điểm tưởng chừng như mọi việc tiến triển hết sức thuận lợi thì bỗng dưng xảy ra vấn đề nửa chừng khiến cho công sức trước đó đổ sông đổ biển. Trong những thời điểm bế tắc, bản mệnh dễ nghe theo lời dụ dỗ mà làm chuyện xấu, chuyện tổn hại cho chính mình. Nghiêm trọng hơn, còn mất nhiều tiền của, mất lòng tin của những người lớn. Nhân duyên trong tháng này không như ý, có thể xảy ra mâu thuẫn với cha mẹ, thầy cô. Tình hình sức khỏe rất bất ổn, cần phải đề phòng bị thương do va chạm giao thông. Mậu Dương Thổ gặp Tân Âm Kim nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây chính là một tháng tốt đối với các gia chủ Mậu Dần. Nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt thì tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu cho thấy tình hình công việc không được khả quan lắm. Những đen đủi từ hung tinh tác động mạnh, bản mệnh rất dễ suy nghĩ chủ quan, tâm lý dễ bị dao động, thiếu tập trung nên ảnh hưởng đến thành tích hiện tại. Hơn nữa, tâm lý ham chơi vẫn nhiều cám dỗ khiến cho bạn không ít thời điểm bỏ bê công việc để chạy theo sở thích. Với nhiều người, sự mệt mỏi chán trường sẽ làm giảm sút hiệu quả công việc. Mọi sự đóng góp của bạn không được cấp trên công nhận, sự cố gắng của bạn như dã tràng xe cát. Tuy nhiên, đừng lấy đó làm lý do để lười biếng, chảnh mảng, hình thành thói quen không tốt cho bản thân. Nếu bạn muốn nhảy việc trong tháng này thì nên suy nghĩ lại, đây chưa phải là thời cơ tốt. Bạn sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ, bỏ lại sự cố gắng nỗ lực của bạn cho đến thời điểm hiện tại. Đừng vì chút nóng giận mà dẫn đến quyết định sai lầm. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng.
Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho mệnh chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất hiện nay. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, một số người tuổi Mậu Dần đều vẫn đang trong giai đoạn được gia đình bao bọc nên không gặp áp lực kinh tế, tài chính được đảm bảo. Tuy vậy, bản mệnh không tránh khỏi những lúc cảm thấy bí bách khi không được tiêu xài theo ý muốn hoặc phải dùng tiền tiết kiệm để chinh phục, phục vụ cho nhu cầu của bản thân. Bạn nên hỏi ý kiến của cha mẹ trước khi tiêu khoản tiền lớn. Nếu đó là lý do chính đáng, cha mẹ sẽ ủng hộ và giúp đỡ bạn phần nào đó. Nếu đã đi làm, các bạn có thể cân bằng lại các khoản thu chi để tăng số tiền tiết kiệm lên. Điều này rất hữu ích cho tương lai sau này. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe nhìn chung không có vấn đề gì quá lo ngại. Vì vậy, vẫn đang ở tuổi ăn tuổi lớn nên chú ý vấn đề dinh dưỡng, rèn luyện thể chất là được. Tuy nhiên, vì có nhiều hung tinh, xung tinh chiếu mệnh, cần đề phòng nguy cơ xảy ra va chạm giao thông trong tháng này. Chú ý khi di chuyển đi lại, giữ an toàn giao thông, nếu không có trường hợp xấu xảy ra thì bạn có thể phải chịu trách nhiệm. Bạn vừa trải qua kỳ thi đại học quan trọng nhất của cuộc đời, bởi vậy hãy thư giãn đầu óc, một chuyến du lịch với bạn bè chính là điều tuyệt vời. Với những bạn đã đi làm, không nên quá cật lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Bạn nên sống khoa học, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp cho bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Mệnh chủ Mậu Dần sinh năm 1998, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của mệnh chủ Mậu Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Trong tháng này, bản mệnh nên lưu ý hơn đến các vấn đề về các mối quan hệ với người xung quanh, đặc biệt là với bạn bè. Có rất nhiều mâu thuẫn hay xung đột xảy ra, nếu không khôn khéo, bạn sẽ trở mặt thành thù, không vui chút nào. Tính tình mệnh chủ có phần cố chấp, ngang ngạnh, tính tự tôn cao, không giỏi giao tiếp, dễ xảy ra tranh chấp với người khác chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Mâu thuẫn không được giải quyết dứt điểm, cứ cháy âm ỉ khiến cho đôi bên rơi vào những tình trạng chiến tranh, tình cảm lứa đôi sứt mẻ, tình bạn thân thiết đến đâu cũng có thể sụp đổ vì cái tôi của mỗi người đều quá cao. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022, đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu, Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Mậu Dần, trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 12 năm 2021, tức ngày 7 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 12 năm 2021, tức ngày 19 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 12 năm 2021, tức ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Đây chính là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với gia chủ Mậu Dần trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 12 năm 2021, tức ngày 10 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 12 năm 2021, tức ngày 22 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là 2 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của các gia chủ. Trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi,
Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của mình, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được tư vấn hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Khuyên gia chủ Mậu Dần sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Mậu Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi tuổi Mậu Dần trong tháng 12 âm lịch. Qua đó thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Hy vọng rằng là ở những dịp phát sóng lần sau thì quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát. Và để làm được điều đó thì đầu tiên chúng ta phải đăng ký kênh quý vị ạ. Xin hãy đăng ký kênh, nhấn like video này và để lại những góp ý cho kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin chào và hẹn gặp lại.